chào mọi người trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ trở lại với tựa game sữa choco bạn. Và hôm nay mình sẽ thực hiện một thử thách bạn, một thử thách gọi là kinh điển nha. Nói chứ nó cũng không kinh điển, nó thử thách lần trước là cận chiến và hôm nay mình sẽ chơi súng lục bạn. Súng lục cũng được hơn cận chiến mà ít nhất nó cũng bắn xa được. Còn cận chiến hả? Phải dùng con ninja tới gần nữa bạn. Mệt lắm, súng lục nó có cây súng cũng có một cây súng thuộc hai viên khá là mạnh nha, nên mình quyết định hình như súng lục luôn rồi. Thằng nó cận chiến nha, không giáp còn siêu xe nè, máu ngon. Mình sẽ kiếm súng lục lẻ, súng lục khá là nhiều đấy, mới vô có cây nữa. Súng lục khá là nhiều nên mình không sợ luôn. Mình để nút nhảy quanh đây để có gì mình bắn cho nó dễ. Nhảy bơm kiếm nào chơi luôn nè. Để chết cứ gà đạn thẳng đi. Mình sẽ chơi súng lục không chơi súng thuộc. Ok lực ơi 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 chết run chạy dí hộ tao cái ơi trời qua gặp thằng này nữa các bạn. Hết đạn đừng nha. Ui xong cũng chết không nói xuống thật cái giết con gì luôn bạn. 2000 years late. Con đường bên đây, Really nigga. Trời chưa chết luôn hả? Căn nhà. Này đẩy hả mày? Đẩy chết đi nha. Vô tay tao súng thục là hết. Dám đẩy hả mày? Rồi nó hai cây luôn bạn ngon. Từ cái súng lục này mạnh nè. Ngon. Mình lấy sắt lấy skill mới ở súng lục nữa nè. Không, đúng luôn. Không mà lấy mình sẽ sử dụng cái con này để cái gì bắn không lại chạy cho lẹ. Really nigga. Chết á. Còn 19 người nữa bạn. Alakunda bắn xa. Chưa thấy ục. Wow. Cái cây súng nhắm quá. Không mình thử cây này bạn, À nó cũng vậy á nhiêu. Chưa thấy hết. Ê, nó có cận chiến, mà hôm nay mình làm thử thách súng lục rồi. Buồn thiệt nha, tới lúc không cần thì ra đầy luôn. Này nó có cận chiến này à. Kiếm cây súng lửa đó, súng thục. Rồi đó có map, map đó còn vẫn còn lớn nha, Còn cho cái series ăn nên làm ra là gì? Đây. Nhưng mà nó có hai viên nữa bạn. Đúng này. Cái gì đúng không? Còn cái nó mạnh mình chưa bao giờ chơi thử này. Cái súng lục này nữa. Thôi nha. Trời. Một viên mà 87 luôn rồi. Gắt kìa. Nani? Bay nhảy vô. Đông nha. Chạy khỏi luôn, đừng cho nó thấy, thấy ăn máu rồi. Máu. Súng lục như cái liền cây thật sự nha. Mình vẫn còn cái kia nha. Chơi được. Quay lại chơi luôn. Mình hổ báo lắm. Hay đâu? Sắp toán rồi nha bạn. Toán rồi. Nó có súng thục. Ok, súng thục khá là khó bạn. Vô em mới luôn, súng lục chứ. Tại gặp mấy hàng súng thục nó đứng gần. Là thôi, tiêu rồi. Nhà này, nhảy vô, 43 đứa bạn. Rồi nha, nó quýnh mình 10 nữa chứ, vãi cứt thiệt. Yeah boy. Ê, trời ơi. Cây à, bây giờ mới vô là có cây, cây này quá ngon luôn rồi đó. Cây gần, ấy có thằng, nó có súng luôn rồi. Lên, đừng cho nó nhảy lên. Nó có súng. Thôi nhanh hai, mình chơi luôn rồi bạn. Này. Được không, chơi luôn. Nó đâu rồi? Không lẽ chạy ra rồi, vô lý vậy? Nó kìa. Đi. Đừng cho nó tiếp cận mình, Chơi luôn. Lẹ. Kiếm sẵn kiếm cây súng lục luôn. Ôi, hai chơi nhau. Vô mà sẹn, hai nó làm cái gì vậy bạn? Vãi thì kiếm súng lục ra. Đây. Ôi, em.
Hí, sorry bạn, đừng lâu ra không nè, nó tàn hình nó chơi mình. Phải thì không ngờ luôn. Thôi là mình có giáp cũng thủ được miếng. Đây chỉ có thằng này thôi. Đây chỉ có thằng này thôi. Mình sẽ lên đây mình coi chứ ta. Có đồ không? Hết máu rồi, máu rồi chứ không được. Hết máu là chết, hết máu là hết. Là Kunda. Ừ, bên kia hai thằng nó úp nhau rồi bạn. Tem úp gì đó mình không biết. Có đây đúng không? Hey. Oh hello there. Gotcha bitch. Yeah, yeah, đúng không? Hey, trời nãy em nhìn thấy mình mày. Á, anh vào mình. Hey. Bye. Thua bạn. Gì má? Gì? Gì? Hết máu rồi bạn, hết máu. Ôi, bỏ mình luôn rồi, nó bỏ mình rồi. Tiếp cái dòng. Thua rồi. Nani? Cái dòng này mình chịu rồi bạn ơi. Nhưng chơi được thằng hai ba thằng vậy. Mới lại thêm một gian mới lại thêm vô luôn bạn. À, ăn rồi chết riết. Chúng bắn đừng ngu mà rất thử thách nha. Nhảy đi, đó, tao nhảy đây nè. Mày nhảy trước ơi. Mày biết trốn nữa ăn được top 1 chứ. Yeah boy. Mới vô có ninja luôn rồi. Thơm. Invisible. Ơi, xí đi bé ngoan. Xí đi. Trời ơi, đau không? Chết luôn. Mới vô phải dầm chạy hỏi bạn. Mới vô phải giết người. Nó cho đỡ nó lấy lụm súng nó giết mình. Ui, cay lắm. Súng thục. Mẹ. Súng thục. Bơm. Yep. Có hai viên ai mà ăn được gì trời. Tôi cần nhiều viên hơn cơ. Cây nào? Không phải. Súng nhắm làm gì ăn làm gì tầm này nữa. Rồi nó kìa. Rồi nó là. Nani? Invisible. Giết người. Lửa nó sắp lan tới rồi các bạn. Cái này nó sẽ chạy quanh đây. Mình sẽ kiếm súng lục. Bắt ngoài vậy. Gì vậy? Súng lục. Thấy nguy hiểm quá vậy. Hello mother. Ui, để biết mình luôn. Trời, bắn nhiều. Hey, what up? Bắn chung, bắn nhau đi, bắn nhau đằng sau kìa. Đấy, ăn được thằng. Yeah boy. Dừng. Ui, thôi anh ơi, thôi nha. Nhưng mới thấy thằng chạy vô bo. Holy shit, má nhiều thế nha. Rồi. Thôi chạy lên thương chất mà. Chạy lên thương chất. Chạy qua lụm đô. Mấu đồ các thứ. Mình là vậy á. Uống video à, phải hay rồi phải chạy. Không bắn, ok. Bắn dẹo nó không chết rồi. Hay thật sự nha. Coi giáp. Lụm đô này luôn. No, súng nhắm, no nhắm. Đó, đúng rồi, ăn. Súng lục nhảy nha, nó dụ bạn nhảy qua là mất tiêu luôn á. Thề luôn. Trời, có vũ khí cận chiến mày. Như có vũ khí cận chiến nè. Trời ơi, vũ khí cận chiến mà có ninja nữa. Trời ơi, chết người như chơi. Không biết mà đúng không. Chú. Giết nó. Trời, video này vừa súng lục vừa gì luôn các bạn. Máu giáp cũng được. Nhờ các bạn ủng hộ nên có cái này các bạn. Còn 9 người à. Trời, vừa súng lục vừa cái này kết hợp lại. Thằng nào chịu nổi. Ê, sặc mấy cái chết luôn. Thật quyết luôn. Này ai chịu nổi. Hai thằng luôn. Còn sáng thật. Mày vắng ở đâu bạn? Chiến trường đầy hỗn loạn. Hey, what happened? Kìa bạn, hai thằng tham gia hội của. Thằng này nó không biết mình đâu luôn.
Ninja, ninja thành hình mẹ này nè. Trời, nó có giáp, Ơi, sao biển này cái hết? Trời ơi. Ok, top 6 các bạn. Nếu bạn thích video này hãy để lại cho mình một like, một subscribe nhé. Ngoài ra, đăng ký và chia sẻ cho mình cái video này để mình có động lực làm tiếp video tập sau. Bye bye.